mức trích khấu hao hàng năm lại được xác định nó khác nhau. Phương pháp DB nhé. À, người ta khác biệt tại chỗ này. Đối với phương pháp của hai giao thức thứ nhất thì người ta lấy cái giá trị tài khoản hao, thì người ta thay cho cái giá trị tài khoản hao này bằng một cái giá trị, người ta gọi là giá trị. Còn là ở cái phần này chúng ta không phải chứng minh lại mà chúng ta chấp nhận cái công thức này. Như vậy R sẽ bằng 1 trừ cho căn bậc N của S trên T. Đấy. Như vậy đó, cái mức trích khoản năm thì được xác định bằng cách lấy giá trị còn lại. Lấy giá trị còn lại thì liên quan tới cái B. Một nha. B1 đó. Thì bằng B. B. Giá trị còn lại của năm thứ nhất chính là giá lại chính là nguyên giá nhân cho gì? Nhân cho là cái D2. Năm thứ hai thì giá trị còn lại chính là giá trị còn lại của sổ sách kế toán là B1. B1 nhân cho là tương tự như vậy D3 thì bằng B2 rồi nhân cái R. Tương tự như vậy D4 thì bằng B3 rồi nhân cái R, không 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 còn lại các cột là gì ạ? B BD rồi là TD được tính theo cái công thức giống như phương pháp SLA. Như vậy rất là đơn giản. Bây giờ bằng là ví dụ một đó thì các em làm bài tập nhé. Ví dụ không? Ví dụ ba đấy. Ví dụ tiếp theo. Ví dụ thì các bạn lấy lại ví dụ một, lấy lại ví dụ một và lập bảng trích khấu hao theo phương pháp DB. Tại sao vậy? Mình ghi nhận xem. Nhận xem. Đó. À, như vậy thì mình bài là thế này. Và thay đổi một chút cái phương pháp là thay đổi một chút về phương pháp tính. Đó. Như vậy DB, DT thì bằng giá trị còn lại chứ không phải giá trị phải khấu hao rồi nhân cho R thôi. Và R được xác định bằng cách lấy 1 trừ căn bậc N của S chia cho P. Rồi, bây giờ các bạn có 10 phút để hoàn thành và ôn tập lại cái ví dụ này. Sau đó tôi sẽ gọi các bạn đọc kết quả. Đó, 10 phút các em nhé, 10 phút. Bây giờ là 9 giờ 5, thì 9 giờ 15 đó, tôi sẽ gọi một cái bạn nào đó đọc kết quả. Các em lập tức vào làm ôn tập cho tôi ạ. Mười phút nghe các em. Vậy à, mình nhớ là hồi xưa nó có cái chức năng, không biết cái phần mềm khác nó có cái chức năng là vỗ tay à, nhưng mà ở đây á, thì hình như trên Google Meet này thì mình không thấy vỗ tay nơi, chỉ có đưa tay thôi. Xin kính chào quý thầy cô. Tôi là Nguyễn Hoàng Nhật Khanh, sinh viên lớp quản trị K42. Sau đây tôi xin trình bày đề tài tác động của sự tập trung trong danh mục cho vay của ngân hàng bằng chứng thực nghiệm tại một thị trường cận biên. Thì tên đề tài này đã được thay đổi so với cái thuyết minh đề tài trước đây để phù hợp với yêu cầu của giảng viên hướng dẫn. Và chỉnh sửa này cũng đã được phòng quản lý đào tạo và hợp tác quốc tế chấp nhận. Về cấu trúc của đề tài thì bao gồm 5 phần. Đầu tiên là cái hàm ở chính sách. Đầu tiên tôi xin trình bày về lý do thực hiện đề tài và mục tiêu. Tại sao cái chủ đề liên quan đến sự tập trung trong danh mục cho vay lại có ý nghĩa quan trọng? Đó là bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất, đối với các ngân hàng,
đặc biệt là ngân hàng thương mại, thì hoạt động cho vay là một trong những hoạt động trọng yếu và mang lại cho ngân hàng nguồn thu nhập lớn. Do đó, những cái nghiên cứu mà xoáy sâu vào danh mục cho vay của ngân hàng thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Ví dụ như những nghiên cứu về cho vay xuyên biên giới, cho vay hợp vốn hay sự tập trung hay đa dạng trong danh mục cho vay thì sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ hai, thứ ba là do chính phủ thì thường xuyên can thiệp vào các hoạt động cho vay của ngân hàng. Ví dụ như ở Việt Nam thì nhà nước thường yêu cầu các ngân hàng phải cho vay vào một số ngành đặc biệt như là nông nghiệp hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và khi ngân hàng thực hiện yêu cầu này của nhà nước thì cấu trúc trong danh mục cho vay của ngân hàng sẽ bị thay đổi. Một số ngân hàng thì tập trung hơn và một số ngân hàng thì đa dạng hơn. Và những cái thay đổi này có tác động như thế nào đối với ngân hàng thì việc tìm ra đáp án cho câu hỏi này sẽ là quan trọng. Thứ tư, về mặt học thuật thì số lượng liên quan đến chủ đề tác động của sự tập trung hay đa dạng trong danh mục cho vay còn thu hút rất ít giới học giả quan tâm. Lý do là hạn chế về mặt dữ liệu. Và cuối cùng thì các kết quả nghiên cứu liên quan đến chủ đề này vẫn chưa đi đến được sự thống nhất cả về mặt lý thuyết lẫn thực nghiệm. Do đó khi tiến hành nghiên cứu tại một thị trường cận biên như ở Việt Nam thì sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng. Mục tiêu của đề tài này đó là tìm hiểu xem tác động của sự tập trung trong danh mục cho vay có tác động tích cực hay là tiêu cực đến lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng ở Việt Nam. Đề tài này được tiến hành nghiên cứu tại một thị trường cận biên nhằm kiểm chứng hai cái lý thuyết hoàn toàn trái ngược nhau, đó là lý thuyết tài chính doanh nghiệp và lý thuyết ngân hàng truyền thống. Khác với các nghiên cứu trước đây, khi các nhà nghiên cứu chỉ tập trung đo lường sự tập trung trong danh mục cho vay theo ngành nghề cho vay, thì đề tài này tiến hành đo lường ở cả ba khía cạnh. Đó là ngành nghề cho vay, là khu vực cho vay và kỳ hạn cho vay. Cũng khác với các nghiên cứu trước đây, khi các nhà nghiên cứu thường tập trung đo lường lợi nhuận ngân hàng thôi, thì đề tài này tiến hành đo lường ở cả lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng. Tiếp theo ở phần 2 tôi xin trình bày về lực sử nghiên cứu thì vẫn đang có sự tranh cãi gay gắt giữa các lý thuyết tài chính với nhau về tác động của sự tập trung trong danh mục cho vay đến lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng. Lý thuyết tài chính doanh nghiệp cho rằng ngân hàng nên tập trung cho vay vào một ngành hoặc là một nhóm ngành nhất định. Điều này sẽ giúp cho ngân hàng tận dụng được lợi thế chuyên môn của doanh nghiệp mình. Ví dụ như là ở Việt Nam, thì các ngân hàng chỉ cho vay vào một số lĩnh vực như nông nghiệp thì họ sẽ có nhiều kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp này như là kiến thức về mùa vụ hay là các đặc tính về hoa, quả, hạt thì điều này sẽ giúp cho ngân hàng phân tích và thẩm định một cách tốt hơn, từ đó thì sẽ hạn chế được rủi ro tín dụng của ngân hàng. Trái lại thì lý thuyết ngân hàng truyền thống của Diamond năm 1984 cho rằng trong cái hệ thống tài chính thì có xuất hiện một hiện tượng, đó là hiện tượng bất cân xứng thông tin giữa ngân hàng với khách hàng. Và khi hiện tượng này xảy ra thì đa dạng hóa sẽ làm giảm chi phí trung gian tài chính, từ đó thì xác suất xảy ra rủi ro vỡ nợ. Và đây là cái nghiên cứu không ủng hộ sự tập trung trong danh mục cho vay. Như quý vị thấy thì các nghiên cứu này chỉ thường tập trung ở các quốc gia có nền kinh tế lớn và số lượng nghiên cứu tại các quốc gia nhỏ còn rất là ít ỏi. Do đó khi tiến hành nghiên cứu tại một thị trường cận biên như ở Việt Nam thì sẽ đóng góp vào lực sử nghiên cứu khi mà lực sử nghiên cứu trước đây đã tập trung quá nhiều vào các quốc gia có nền kinh tế phát triển hay là các quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Sau đây tôi xin trình bày về phương pháp nghiên cứu. Thì mẫu dữ liệu của chúng tôi được tiến hành thu thập bằng tay từ báo cáo tài chính của 32 ngân hàng thương mại ở Việt Nam, trong đó có 31 ngân hàng thương mại cổ phần và một ngân hàng thương mại nhà nước. Trong giai đoạn từ quý 4 năm 2000 đó thì cái giá trị HHI đạt giá trị lớn nhất bằng 1 khi quy bằng với XI, và do đó thì giá trị HHI càng nhỏ thì mức độ theo ngành nghề cho vay thì chúng DT51 là DT5 thứ nhất là 10.436,5, năm thứ hai là 4.990,2, năm thứ ba là 2.386,1 ạ, tức là 1.141,1 ạ, năm là 545,6 ạ. BT đọc nó cái cục BT.
BT là lăm thứ nhất là 9.563,5, Đó. lăm thứ hai là 4.573,5, Ừ. lăm thứ ba là 2.186,7 ạ, lăm thứ tư là 1.045,6 ạ, thứ năm là 500 ạ. Vâng. Đóng và cái dòng cuối cùng của cái khẩu hao tích lũy còn dùng TT bằng bao nhiêu? Dòng cuối cùng là 19.500 ạ. Em cho tôi cái nhận xét ưu nhược điểm của cái phương pháp này. Có đưa ra được ưu nhược điểm không? Dạ không. À, cái ưu nhược điểm thì em phải tham khảo cái phương pháp SID mà tôi vừa trình bày xong. Cái phương pháp này có thu hồi vốn nhanh không? Phương pháp này thu hồi vốn rất là nhanh. Cái năm đầu tiên thu hồi được 10.000 hơn. Trong khi cái giá trị cần phải thu hồi là 19.500 nhưng mà được hơn một nửa. Như vậy rõ ràng cái phương pháp này thu hồi nhanh hơn cái phương pháp SLN và kể cả SID. Đó. Và ở những năm đầu thì tạo ra tầm trạng thuế rất là tốt. Tuy nhiên từ cái ưu điểm đó thì nó đưa ra cái nhược điểm đó là gì ạ? Những cái năm đầu thì giá thành sản phẩm sẽ rất cao, rất cao. Đối với những doanh nghiệp mà chưa có thương hiệu hoặc là mới thành lập tức thì rõ ràng là cái việc họ cần rất khó để cạnh tranh ở trên thị trường. Đó, thì cái nhận xét ưu nhược điểm thì hoàn toàn tương tự với cái phương pháp SID mà tôi vừa trình bày xong. Rồi, cảm ơn bạn. Các bạn khác có khó khăn gì khi chúng ta tự thực hiện cái phương pháp này hay không? À, tôi tin là các bạn học lần thứ hai rồi, do đó cái việc mà để giải quyết một cái bài tập như vậy để thực hiện một cái phương pháp khó khăn theo yêu cầu thì không có khó, không khó. Tôi giới thiệu thêm một cái phương pháp nữa chúng ta có thể gặp lại trong cái đợt thi tới. Thế thì trước khi đi vào cái phương pháp mới thì đối với phương pháp khẩu hao cân bằng giảm dần đó thì nó còn một lưu ý ở trang số 70 ở trong tài liệu, thì cái phần này các bạn các em đọc thêm. Tôi chỉ nói lướt qua. Đối với cái phương pháp khẩu hao cân bằng giảm dần khi áp dụng tại Việt Nam thì tại Việt Nam chúng ta dùng cái từ là cái phương pháp khẩu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Cái điều chỉnh đây là gì ạ? Điều chỉnh cái R. R không được tính bằng 1 trừ cho căn bậc N của S/P nữa. Lý do người ta giải thích rằng giả sử rằng cái S bằng 0, giá trị thanh lý bằng 0 thì chúng ta không thể tính được R. Do đó Việt Nam mình điều chỉnh lại bằng cách là gì ạ? Cái tỷ suất khẩu hao nhanh R được xác định bằng cách lấy tỷ suất khẩu hao theo phương pháp đường thẳng và nhân cho hệ số điều chỉnh. Thì các em coi phía dưới đó, nó có một cái bảng hệ số điều chỉnh. Những tài sản nào có thời gian sử dụng đến 2 năm, 4 năm hay sau trên 6 năm thì có một hệ số điều chỉnh mà Việt Nam mình gán vào. Trong đó tỷ suất khẩu hao theo phương pháp đường thẳng được xác định bởi công thức lấy 1 rồi chia cho thời gian sử dụng 1 ít và nhân cho 100. Tất nhiên là tỷ suất khẩu hao theo phương pháp đường thẳng là số bất phân, do đó là người ta nhân cho 100. Đấy, thì các bạn có thể xem thêm cái lưu ý ở trang số 20, ở trang số 70 khi chúng ta vận dụng cái phương pháp này tại Việt Nam. Rồi, chúng ta đi vào cái phương pháp cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu trong các cái phương pháp khấu hao tài sản cố định, đó là phương pháp khấu hao cân bằng giảm dần kép, dần dần kép. Thì đối với phương pháp này đó, đối với phương pháp này thì các bạn ghi là cái phương pháp hoàn toàn tương tự với phương pháp DB, hoàn toàn tương tự. Tất nhiên là gì ạ? Tất nhiên là cái mức trước khấu hao nó được xác định là lấy giá trị còn lại đấy, mình lấy giá trị còn lại rồi nhân cho tỷ suất khấu hao theo phương pháp. Dạ thôi, đó là R, tỷ suất R. Tuy nhiên R ở đây người ta chỉ thay là lấy một trừ cho căn bậc N của S/P, mà R đó được xác định bằng cách lấy hai chia cho N, N trên một số nào được. Nó khác biệt cái này không? R được xác định bằng cách lấy hai chia cho N. Rồi, bây giờ lấy lại ví dụ một và các bạn hãy lập cái bảng tích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp DDB. Các em phải có 10 phút. Được, có 10 phút.
để lập cái bạn này vào trong tập, và 10 phút sau tôi lại gọi một bạn khác để chúng ta trình bày cái kết quả mà chúng ta làm ra và nó có được cái điểm khác biệt gì so với các cái phương pháp trước. Rồi bây giờ là 9:20 theo đồng hồ của hệ thống tôi ở đây là 9:23, các em có 10 phút để chúng ta cùng nhau giải quyết lại cái bài tập này. Rồi các bạn làm, các bạn sẽ thấy cái khúc mắc gì ở cái phương pháp này chúng ta sẽ giải đáp. Rồi 10 phút ha, rồi đến bây giờ là đến 9:30 đi, đến 9:30 chúng ta quay lại, tôi sẽ hỏi các bạn. Có những thảo luận trao đổi với nhau. Tôi xin mời thầy Ân. Xin chào thầy cô và các bạn trong nhóm nghiên cứu. Thì thật ra thì thầy cũng tâm sự thật là khi thầy đọc cái bài này thầy rất là thích. Nhưng mà nó cũng vừa nửa vui mà nửa buồn. Vui thì đương nhiên là mình thấy cái bài chất lõi chất lượng thì mình vui. Nhưng mà buồn một chút xíu là đọc nhưng mà mình hơi khó phân biệt được cái phần nào là công sức của các em và phần nào là công sức của thầy hướng dẫn. Cho nên là nó hơi khó đánh giá một chút. Thì bây giờ thầy hỏi hơi nhiều một tí thì cũng là để xem thử là các em thực sự nắm đến đâu. Và cũng rất là nguy hiểm tại vì cái bài này thì sau này tụi em sẽ đi trình bày ở các cái hội nghị. Cho nên là mình phải nắm cho thật là chắc, chứ lỡ mai người ta hỏi tới mà mình không trả lời được thì nó cũng tùy ha. Thì thứ nhất là thầy góp ý đó là cái cách đặt giả thuyết. Thì các em ghi là sự tập trung trong danh mục cho vay càng cao thì lợi nhuận ngân hàng càng cao và rủi ro càng thấp. Thì thầy nghĩ là cái cách đặt giả thuyết như thế này thì nó không có được chính xác cho lắm. Các em nên tách làm đôi. Thì cái một giả thuyết đó là về lợi nhuận ngân hàng càng cao ha, và cái rủi ro thì em tách thành một cái giả thuyết thứ hai. Tại vì nếu mà em để hai cái giả thuyết, một cái giả thuyết mà nó có gộp hai cái ý như thế này thì em phải quyết định hai thứ này cùng một lúc. Thì nó mới nhất quán về mặt thống kê. Nhưng mà nếu mà tụi em thầy coi trong bài thì tụi em tách ra thành hai bảng hồi quy hai lần thì nó lại khác đi rồi. Cho nên cái này tụi em cân nhắc ra lại ha. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai thì thầy muốn hỏi tụi em, chắc là từ từ tụi em trả lời cũng được, nhưng mà thầy nói trước hết luôn ha. Cái bảng 5.3, 5.4 thì tụi em trình bày cũng khá nhiều mô hình đó. Nhưng mà thầy muốn hỏi ở đây là tại sao tụi em không kết hợp mà HHI term ha, đó. Rồi structure nè, rồi tất cả những cái biến mà tụi em coi tụi em làm đó vô cùng một mô hình. Tại vì em trình bày mỗi thứ một mô hình ha. HHI term là một mô hình nè, rồi HHI structure một mô hình nè, rồi HHI industry một mô hình. Nhưng tại sao tụi em không bỏ cả ba thứ vô cùng một mô hình? Cái thứ hai, cái thứ ba thì thầy thấy rằng ngân hàng thì nó ở Việt Nam, đặc biệt ở Việt Nam ngân hàng thương mại em tâm đắc nhất cái tài liệu nào ở trong cái danh mục đó và tại sao? Xin cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của thầy ạ. Thì đầu tiên là về cái việc tách ra hai cái giả thuyết nghiên cứu thì nhóm em cũng sẽ sửa đổi theo cái nhận xét của thầy. Còn về việc
kết hợp HHI, cái ba biến HHI sector và HHI term và HHI industry, tụi em không thể làm cùng một mô hình vì cái số lượng quan sát sẽ làm giảm số lượng quan sát của nhóm chúng em, và các nghiên cứu trước thì cũng tách ra nên là tụi em cũng làm theo các nghiên cứu ở trước. Thầy ơi, cái câu hai tụi em ghi không kịp á thầy. Xin phép thầy đọc lại cho em. Cần thầy nhắc lại câu hỏi không? Dạ thầy đọc giùm em câu hỏi thứ hai á thầy. Thứ hai thì thầy em mới trả lời rồi, tại vì thầy hỏi là sao không kết hợp cả ba. Thì tụi em trả lời rằng nó giảm cái số lượng quan sát, thì thực ra là tụi em cứ thử thử xem. Cái câu hỏi thứ ba của thầy á, là cái return mà anh dùng á, ROA với ROE, nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng trong đó. ROA lên cái hoạt động của ngân hàng, thì nếu mà dùng một cái chỉ số đo lường lợi nhuận mà nó bao quát như thế, thì nó có thể ẩn đi cái tác động thực của cái loan, cái cho vay lên cái hoạt động ngân hàng không? Dạ em cảm ơn thầy. Dạ thì thưa thầy, thì tụi em sử dụng chỉ số ROE và ROA là do ở cái tầm sinh viên á, thì hai cái chỉ số này thì tụi em cũng đã được học kỹ, và bên cạnh đó thì khi mà tụi em đọc những cái lược sử nghiên cứu của các nhà nghiên cứu hàng đầu á, thì cũng có những cái nghiên cứu đã sử dụng hai cái chỉ số này để đo lường lợi nhuận của ngân hàng, nên là chúng em quyết định là sử dụng hai cái chỉ số này để đo lường hai biến ROE và ROA. Và em xin trả lời câu hỏi tiếp theo của thầy là sau khi tham khảo rất là nhiều tài liệu thì em tâm đắc nhất là tài liệu của Acharya và Cộng sự năm 2006, thì vì đây là một cái bài báo của tác giả hàng đầu về cái lĩnh vực tài chính ngân hàng này, và nó cũng có cái tính tương quan cao ạ. Dạ em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Thì thầy qua cái câu hỏi thầy cũng chỉ muốn nhắc cho em là thật sự là nếu mình chỉ trình bày ở trong trường thôi thì không sao, nhưng mà nếu mà ra ngoài trình bày cho một cái chủ tọa ở rất nhiều trường khác, thì tụi em lại cẩn thận phải về coi lại những cái nghiên cứu mà tụi em đã liệt kê, ít nhất là những cái nghiên cứu trong tài liệu tham khảo. Mình phải coi sơ sơ qua ít nhất là cái abstract để mình coi thử nó nói cái gì. Chứ liệt kê rất là nhiều, và thật ra cái danh sách này nó còn tốt hơn cả những cái nghiên cứu của các thầy cô nữa, thành ra là có thể người ta sẽ nghi ngờ, và có thể người ta sẽ hỏi, thành ra là phải cẩn thận. Với lại những cái kiến thức về kinh tế lượng thì tụi em phải coi lại, tại vì người ngoài người ta có thể hỏi đấy. Cảm ơn tụi em. Dạ em cảm ơn thầy. Là em cũng xin nói thêm là do cái môn kinh tế lượng thì tụi em cũng có đăng ký nhưng mà không có được học á, nên là tụi em phải tham khảo rất là nhiều cái nguồn tài liệu ở ngoài, nên là mà trong cái thời gian ngắn thì tụi em không có trình bày được hết những cái mà tụi em tìm hiểu sâu á thầy. Thì thầy nhắc vậy thôi, tại vì thầy rất là hiểu và thông cảm cho tụi em. Nhưng mà lỡ may mình ra trường ngoài á, tại vì cái đề tài những đề tài trước thì thầy không có góp ý nhiều về phần phương pháp, nhưng mà đề tài của em đặc biệt là em đăng ký để mà thuyết trình ở ngoài, thì thầy không biết là em sẽ trực tiếp đăng thuyết trình hay là thầy hướng dẫn có phụ trợ trong đó. Cho nên là nếu mà trong trường hợp mà em trực tiếp Rồi, thuyết trình thì chúng ta trở lại ra nhé. thầy cẩn thận cho đó. Thấy Bây giờ những gì mời mình bạn nói thì Trần mình Thị Quỳnh Như đi. phải nắm được về căn bản Trần Thị về Quỳnh Như nhé. đấy, chứ không lỡ may người ta hỏi tới thì mình cũng dở cho mình ha. Cảm ơn. Có bạn Trần Thị Quỳnh Như không ạ? Bạn Trần Thị Quỳnh Như có tham gia trong lớp nhưng mà không có mặt nha.
1880, năm 4 là 1910, năm 5 là 1910 ạ. Tại sao năm 4 và năm 5 nó có cái mức khấu hao giống nhau vậy? Dạ, tại vì em làm theo phương pháp SLN. Tại sao? Cái nguyên tắc nào để bạn làm theo cái phương pháp SLN cho 2 năm? Dạ. À, như vậy có phải là em dở cái tập của năm rồi ra em đọc không? Dạ. Hả? Có phải không? Khi mà bạn làm như vậy thì bạn phải giải thích được chứ, đúng không? Nhưng mà giải thích không được có nghĩa là nó có vấn đề. Em mời bạn Nguyễn Thị Hồng Phúc đây. Có không? Nguyễn Thị Hồng Phúc. Nguyễn Thị Hồng Phúc có không ạ? Nguyễn Thị Hồng Phúc không có. À, hôm qua không có, hôm nay không có. Vào thôi. Mời bạn Nguyễn Tình Đăng. Dạ có. Rồi. Bây giờ bạn giải thích là tại sao mà hồi này cái bạn Trần Huỳnh Nhi đó là bạn 2 năm cuối bạn dùng cái phương pháp đường thẳng. Bạn có biết không? Dạ không thầy. À, không biết có nghĩa là này giờ học nhưng mà không có để ý gì. Bạn làm tới đâu rồi? Hồi này bạn làm tới đâu rồi? Lúc này bạn làm tới đâu? Dạ em mới làm tới DT năm thứ 3 thôi thầy. À, tại sao làm tới năm thứ 3 thôi? 2 năm còn lại tại sao không làm? À, như vậy các bạn đang đối phó với tôi đấy, phải không? À, giờ cũng vừa ra nhưng mà bây giờ bằng Nhi trả lời không được, do đó mình hỏi làm tới năm thứ 3 thôi. Không được đâu, các bạn không đối phó như vậy. Rồi mời bạn Giang Nguyễn Quang Huỳnh Nhật, phải không? Các bạn Huỳnh Nhật đó, Quang Nguyễn Huỳnh Nhật, cái nickname của bạn, tên của bạn. Có Quang Nguyễn Huỳnh Nhật. Nguyễn Huỳnh Nhật Quang rồi thầy. Hả? Dạ, Nguyễn Huỳnh Nhật Quang. À, Nguyễn Huỳnh Nhật Quang. Rồi, mời bạn Quang. Dạ. Dạ, cái của con là cái của con là con dùng phương pháp DB vào cuối năm cuối thầy. Ừ. Dạ, bên dạ bên là khác S và TT khác B trừ S à. Thì phải kết hợp với phương pháp đường thẳng SLN thôi. Như vậy các bạn lưu ý khi sử dụng phương pháp DTP. Với phương pháp DTP thì có một cái lưu ý. Nếu mà chúng ta tính đến năm thứ N mà BN bằng S và TT bằng P trừ S thì không vấn đề gì. Nhưng nếu chúng ta tính toán ra mà năm thứ N giá trị còn là trên sổ thứ BN mà khác với S và khấu hao tích lũy để năm thứ N mà không bằng P trừ S thì chúng ta phải kiểm tra theo nguyên tắc. Cái nguyên tắc tôi viết trên bảng. Ở đây tôi viết trên bảng đây. Chúng ta phải kiểm tra khi nào mà cái mức đích khấu hao của phương pháp
cân bằng dần nhằng cát nên men và nó nhỏ hơn hoặc bằng cái mức tích khẩu hao của phương pháp tư vấn. Chúng ta sẽ là hai phương pháp này DTB và SLN. Khi mà DT của DTB mà nhỏ hơn DT của SLN thì chúng ta chuyển sang từ cái phương pháp DTB sang phương pháp SLN. Đó là lý do mà tại sao các bạn kiến từ phương pháp DTB sang phương pháp SLN từ năm 3 và vận dụng ở năm 4 và năm 5 đối với phương pháp đường thẳng. Như vậy cái bằng huỳnh nhi này là một này và bằng tình đang là hai này, và trong lớp mình còn nhiều bạn nữa à, tất nhiên là chúng ta xem lại cái cách dạy của tôi năm rồi, nhưng mà các bạn lại không hiểu được tại sao nó là như thế, trong khi chúng ta có tới 30 phút chúng ta giờ ra và chúng ta xem lại cái ghi chú, và tôi có nhớ là tôi cho các bạn ghi cái ghi chú đó vào trong tập ở học kỳ trước à, nhưng mà các bạn gần như là không nắm. Có ghi nhưng không biết cách đọc, hoặc là không ghi, hoặc là gì, hoặc là không đi học, mượn vợ người khác về, không hiểu. Đấy, thì các bạn đã tham gia lớp là chúng ta phải hiểu bài. Cái nào không hiểu thì các bạn đặt câu hỏi tôi sẽ giải thích, chứ chúng ta không trả lời quanh co. Bởi vì cái cách trả lời quanh co các em không biết, các em không nắm liền. Cho dù các em có suy nghĩ trước tôi cũng biết à. Ừ, kể cả cái phương pháp mà nộp bài sáng nay, bài kiểm tra đầu kỳ đó, bài kiểm tra thứ nhất để điểm danh đó à, thì không phải một đâu, mà tôi nhìn qua hệ thống tôi thấy có vài bạn là sử dụng bài của người khác để nộp cái bài của mình. Tất nhiên là tôi nhìn cái chữ reseller có nghĩa là gì, là các bạn đã nhận một cái bài của ai đó, đã nhận cái bài của ai đó và các bạn để nguyên như vậy và các bạn nộp cho tôi. À, cái này á, người ta gọi là gì? Gian nhưng mà không có ngoan. Gian mà không có ngoan. Thì cái việc hôm nay đó nó là một cái kinh nghiệm thôi, nó là cái kinh nghiệm thôi, để các bạn lưu ý rằng là sắp tới thi đó và những cái bài kiểm tra tiếp theo đó, đặc biệt là bài thi, tôi sẽ phát hiện ra được những cái bài mà các bạn không làm mà copy của người khác đó. Tất nhiên là các bạn chúng tôi có thể không thể kiểm soát hết được, nhưng mà các bạn muốn làm điều đó thì trình độ của các bạn nó phải ở đẳng cấp cao hơn thì may ra các bạn mới làm được. Còn lại đó là tôi phát hiện ra đó là các bạn sẽ không điểm đấy nha. Những cái phần điểm danh thì không có nói, nhưng cái bài thi đó, cái bài thi nếu các bạn copy của một ai đó mà tôi phát hiện được thì tôi sẽ cho không điểm cả hai bạn, cái bạn được copy và bạn cho bạn mình copy. Tôi nhắc lại nha, tôi sẽ cho không điểm của cả hai bạn đấy. Đấy, thậm chí nhiều bạn, một bạn cho những bạn khác copy thì tôi sẽ, những cái bài nào tôi sẽ đưa vào một cái nhóm và tôi đánh giá là copy bài của nhau, không biết ai copy của ai nhưng mà sẽ cho không điểm đấy, nhớ đây nha. Các bạn không thể làm những cái việc mà nó không đúng với cái bản chất của mình thì các em lưu ý đấy, tôi sẽ phát hiện được đấy. Ở trên màn hình của tôi là tôi thấy được đấy, những bạn nào vào lúc nào làm gì, những cái bạn không có dùng tài khoản. Đấy thì các bạn lưu ý tất cả vừa tôi đã biết. Tuy nhiên như sáng hôm nay là, và sáng hôm qua những cái bạn mà dùng cái email ngoài trường đó là tôi không cho vô, mặc dù tôi thấy đó nhưng mà tôi không chấp nhận à, chứ không phải là tôi không thấy đâu, tất cả đều thấy hết. Rồi, đó là những cái lưu ý khi chúng ta học online và thi online, mà có những vấn đề mà có cái mặt tích cực và cũng có mặt tiêu cực, tuy nhiên chúng tôi sẽ kiểm soát được cái mặt tích cực và cái mặt tiêu cực đó, thì các em lưu ý nha. Rồi, như vậy cái chương số 3 đó, cái chương số 3 đó, thì các bạn tập trung những cái vấn đề mà tôi nói sáng hôm nay. À, bây giờ ta đi qua cái chương số 4 không? Qua chương số 4. Những cái nội dung mà tôi không trình bày đó, không phải là không thi đâu nhé. Không phải là không thi, mà có thi đấy. Nhưng mà các bạn phải đọc thêm. Xem lại cái nội dung mà tôi giảng dạy ở học kỳ trước. Đó, để chúng ta đọc thêm. Bởi vì cái số tiền của các bạn đó, là không có nhiều, có 4 buổi thôi. À, do là tôi chỉ trình bày những nội dung cốt lõi và trên cơ sở của những cái nội dung cốt lõi này thì tôi tin rằng các bạn sẽ thi vượt qua cái môn học mà tôi đang trình bày ở đây. Còn muốn điểm cao thì chúng ta phải cố gắng nhiều hơn. Đó, phải cố gắng nhiều hơn. Như vậy tôi lưu ý luôn cho những bạn mà giờ những cái bạn học cải thiện nhá. Còn những bạn trong này học cải thiện, tôi không biết ai học cải thiện nhưng mà tôi tin là sẽ có bạn học cải thiện. Bởi vì lần thi thứ nhất điểm thấp, bây giờ muốn
học để cải thiện cho điểm cao hơn. Mà muốn điểm cao hơn thì phải thể hiện bằng cái nỗ lực của mình, chứ không phải chúng ta ngồi nghe rồi chúng ta sẽ đạt điểm cao, điều đó là không có. Hay là thi online nó sẽ dễ hơn cho chúng ta đạt điểm cao, là không có. Tôi sẽ có cách để kiểm soát các bạn. Bây giờ chúng ta đi vào chương 4 các bạn nhé. Đi vào chương 4. Đó là quản lý vốn lưu động. Quản lý vốn lưu động, nó là một bộ phận vốn cũng rất quan trọng trong cái cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Chúng ta biết rằng là gì ạ? 100% vốn của doanh nghiệp, như tôi nói lúc đầu giờ sáng, là được chia thành hai. Một bộ phận sẽ đầu tư cho cái phần lưu động, và một bộ phận còn lại sẽ được đầu tư cho vốn cố định. Và cái tỷ trọng giữa vốn đó, còn đối với các cái doanh nghiệp mà không sản xuất mà chỉ mua và bán ra, hay gọi là các doanh nghiệp thương mại, thì cái tỷ trọng vốn lưu động nó sẽ cao hơn, nó sẽ cao hơn. Thông thường nó cái mức cái tỷ trọng vốn lưu động của các doanh nghiệp là chiếm từ 20 cho đến 50% cho đối với các cái doanh nghiệp mà gọi là gì ạ, kinh doanh thương mại. Còn đối với cái doanh nghiệp mà chuyên sản xuất, chỉ sản xuất thôi ra để bán, thì cái tỷ trọng vốn lưu động nó sẽ thấp hơn. Đấy, thế thì trên cái bảng cân đối kế toán đó, mà chúng ta học ở các môn kế toán đó, thì chúng ta thấy là bên cái phần bên trái, cái cột bên trái đó là gì ạ? Tài sản. Thì tài sản người ta phân thành hai loại, cái mục A la mã, cái mục đầu tiên là chính là tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, và cái mục B la mã đó là tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Thì cái phần dài hạn đó thì chúng ta vừa vừa học lại, và chúng ta chủ yếu tập trung vào cái nhóm các phương pháp khấu hao tài sản cố định để thu hồi vốn kinh doanh. Rồi, bây giờ chúng ta nghiên cứu cái phần còn lại, đó là cái phần vốn lưu động. Thì vốn lưu động là cái gì? Vốn lưu động là gì? Khái niệm và phân loại vốn lưu động. Thì cái này tôi nhắc qua thôi, nhắc qua. Như vậy vốn lưu động đó, nó là biểu hiện bằng tiền của các tài sản lưu động. Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của các tài sản cố định. Còn vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của các cái tài sản lưu động. Vậy tài sản lưu động là gì? Tài sản lưu động được hiểu là những tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền mặt, kể cả tiền mặt trong thời hạn một năm. Đó. Thế thì những cái tài sản mà có thể chuyển nhanh thành tiền mặt, kể cả tiền mặt trong một năm, đó là những tài sản gì? Có ba cái loại tài sản. Có ba loại tài sản. Một, đó là tiền mặt theo định nghĩa. Thứ hai, đó là hàng tồn kho. Hàng tồn kho của doanh nghiệp. Hàng tồn kho của doanh nghiệp thì người ta dự kiến là trong vòng một năm sẽ cố gắng quay vòng để chuyển cái hàng thành tồn kho đó, nó thành tiền và trở thành vốn lưu động. Và cái thứ ba, đó chính là gì? Các khoản phải thu của doanh nghiệp. Như vậy khi mà doanh nghiệp bán ra hàng ra nhưng mà khách hàng chưa có trả tiền, thì doanh nghiệp sẽ ghi nợ tài khoản 131, có đúng không? 131, tài khoản phải thu khách hàng đó. Thì cái nợ này là nợ ngắn hạn, tới trong vòng một năm thì doanh nghiệp phải thu hồi cho được các cái khoản nợ mà đã cấp cho khách hàng, mà người ta gọi đó là gì ạ? Người ta gọi đó là tín dụng thương mại. Bán chiều cho người ta bán nợ, người ta gọi là tín dụng thương mại. Như vậy cái công tác quản lý vốn lưu động đó thì tập trung vào ba cái mặt chính như vậy: một là tiền mặt, hai là hàng tồn kho, và ba là các khoản phải thu. Đó. Thế thì về mặt khái niệm thì tôi vừa trình bày xong, vốn lưu động là gì, tôi nhắc lại. Vốn lưu động là gì? Là biểu hiện bằng tiền của các tài sản lưu động. Còn tài sản lưu động là gì? Là những cái tài sản mà có thể chuyển đổi nhanh thành tiền mặt, kể cả tiền mặt trong thời hạn một năm. Đó. Còn tài sản là gì? Thì nhắc thêm, nhắc lại, nhấn mạnh lại. Tài sản đó là những cái nguồn lực mà doanh nghiệp đang nắm giữ, và chắc chắn rằng nó phải mang lại lợi kinh tế ở trong tương lai. Đó. Tài sản chính là nguồn lực của doanh nghiệp, mà cái nguồn lực đó nó phải đem lại lợi kinh tế. Lợi ở đây là lợi kinh tế nha, ở trong tương lai. Đó, thì đó là định nghĩa ngắn gọn về vốn lưu động. Hai nhỏ là phân loại vốn lưu động. Thì vốn lưu động đó thì người ta phân ra thành ba loại, tôi chỉ nói thôi, còn các bạn đã ghi trong tập rồi, có trong sách rồi, chúng ta đọc cả tập lần sách để chúng ta nắm lại. Người ta phân vốn lưu động ở góc độ tài chính ra thành ba loại. Một, đó là vốn lưu động nằm trong quá trình dự trữ để sản xuất.
Như vậy những cái tiền của mà đầu tư vào nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mà doanh nghiệp mua về dự trữ để sản xuất trong tương lai, thì cái vốn mà nằm trong cái nguyên nhiên vật liệu đó, người ta gọi là vốn lưu động nằm trong quá trình dự trữ để phục vụ sản xuất. Cái phân loại thứ hai là vốn lưu động nằm trong quá trình trực tiếp sản xuất, trực tiếp sản xuất. Như vậy đó, tiền của mà đổ vào những cái sản phẩm mà đang chế tạo, đang còn nằm trên dây chuyền sản xuất nhưng mà chưa hình thành ra được sản phẩm, chưa hình thành lên ra được thành phẩm, mà các bạn hay gọi nó là gì, bán thành phẩm, hay còn gọi là sản phẩm dở dang đó, thì cái bán thành phẩm và sản phẩm dở dang đó nó cũng chiếm một cái tỷ trọng vốn của doanh nghiệp nào trong đó. Từ cái tỷ trọng vốn đó người ta gọi là vốn lưu động nằm trong quá trình trực tiếp sản xuất. Và cái loại thứ ba đó là vốn lưu động nằm trong quá trình lưu thông, đó là hàng hóa đã được sản xuất ra, đang trên đường vận chuyển đi bán, đi tiêu thụ, hoặc là đang nằm ở kho đại lý khách hàng, hoặc là đang gửi đi bán nhưng mà chưa thu được tiền về, hay là chưa xác định được kết quả kinh doanh, thì cái vốn đó người ta gọi là vốn lưu động nằm trong quá trình lưu thông. Đấy, như vậy cái việc phân loại của lưu động được chia thành ba như tôi vừa giải thích một cách chi tiết: vốn lưu động nằm trong quá trình dự trữ sản xuất, vốn lưu động nằm trong quá trình trực tiếp sản xuất, và nằm trong quá